Rồi, chúng ta tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sẽ là kiểm tra ở kiến thức cũ. Rồi, thì kiến thức này nó sẽ là kiến thức để cho chúng ta gợi nhớ lại kiến thức của lớp 9, 8, lớp 10, chứ không phải là kiến thức của lớp vừa rồi. À, kiến thức vừa rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi nhanh. Chúng ta có 3 cửa, 1, 2, 3. Thì bây giờ chúng ta không biết rằng cái kiến thức này nó sẽ như thế nào. Chúng ta cùng nhau coi nha. Đây, câu số 1. Hãy viết biểu thức tính công. Chắc các bạn còn nhớ chứ? À đúng rồi thầy. Đúng rồi, quá giỏi. Tương tác nào? Không nhớ A bằng nào? A bằng nào? à, bằng như A bằng F nhớ. F S. Nhớ được một cái nữa giùm thầy được không? Cos alpha, F nhớ không? Nhớ không? Alpha là góc hợp với F và S. Chính xác không? Dạ. Trời ơi, mở mặt lên nào. Mở mặt lên để con nhìn thấy được mặt nữa. Không thấy Còn đứa ngáp nào hết trơn. trời chứ sao mà Học mình mà còn vui, mình có trao đổi với nhau thì mình sẽ trở thành VIP. Rồi, vậy thì A đơn vị là gì? là công của luật Joule. Joule, chính xác. A đơn vị là đơn công của lực. Joule, chính xác. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tiếp nè. Câu số 2. Nè, tôi trình bày các bạn để ý kỹ nè. Nó chạy theo nè. Để giúp cho chúng ta sẽ là linh động nè. À, ghê chưa? Tốn cả buổi đó. Nêu đặc nè. điểm của vector cường độ điện trường tại một điểm. Thì vector cường độ điện trường tại một điểm sẽ là ơ bằng F chia Q. Ơ sẽ cùng chiều với F khi Quy lớn hơn trường. Chính xác. Ơ sẽ ngược chiều với F F khi quy bé Q. quy Chính xác. Quá giỏi. Hình dung ra được chưa? Chỉ nhiêu đây thôi. Chúng ta vậy con thấy bắt đầu nó đang 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 kéo kéo từ câu 1 kéo sang câu 2, kéo từ câu 1 là nhắc con công, kéo từ câu 2 là cái mới, con thấy chưa? Rồi coi câu 3. Vậy điện trường đều là gì? Cái điện trường đều là điện trường mà gì? cho Mà gì? Có 3 đặc điểm là gì? mà vector cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương chiều và độ lớn. Đúng rồi, cùng phương chiều, cùng Độ lớn. còn thiếu cái nữa, còn một cái cực kỳ hay nữa, còn cái nữa, Song song cách đều. chính xác, song song và cách đều. Quá giỏi luôn, song song và cách đều, phải hiểu không? Nếu như nó chỉ là cùng phương cùng độ lớn cách đều nhưng mà nó không song song, nó không có cách đều nhau thì cái đó chưa chắc đều, cái đó chỉ là cùng phương cùng hướng cùng độ lớn thôi, nó cần phải chia đều ra nữa. Hình dung ra được không? Vậy là phải có ba ý nha. Cái này lý thuyết thì có thể là thầy sẽ cho đó. Rồi tiếp tục ta vào bài. Khi nào vật thực hiện công thì chỗ này chúng ta quá quen thuộc, đó là A sẽ bằng F nhân S. Vậy bây giờ cái S là cái gì? Thì chúng ta qua cái bài này chúng ta thấy chúng ta được định nghĩa F là bằng gì? F bằng gì? F bằng gì? Nhân Q, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết chữ S. S bên đây chính là chữ D của chúng ta học trong bài này. Thầy dẫn dắt từ lớp cũ sang lớp mới, các bạn kịp không? Kịp không? Cho tín hiệu. Rồi, từ đầu tới cuối tập trung nguyên cái bài này, tập trung chữ D là gì cho thầy. Nếu như tập trung được chữ D, nắm rõ hiểu được thì chúng ta sẽ làm bài này rất là dễ nha. Rồi, hãy xem đây. Đầu tiên các bạn hãy đọc sơ qua cái này và chúng ta sẽ dừng lại ở mục 1 La Mã trong bài hôm nay. Bài 2 La Mã chúng ta sẽ học vào hôm sau. Chúng ta tắt giáo án ra. Bài này thầy sẽ dạy hôm sau, thầy không dạy hôm nay. Rồi, chúng ta có mấy ý đây, đọc coi chúng ta có mấy ý. Bởi ba tính Rồi, tạm thời các bạn chép vô ba ý này vô vở. Rồi sau đó xong rồi giơ tay, thầy sẽ giảng từng ý lại một cách chi tiết và dễ hiểu. Được chưa? Dừng lại để các bạn chép bài vô vở. Rồi các bạn chép bài. Thầy xin phép đóng màn hình tí xíu. Có một bạn che mặt. Tôi muốn nghe tên. Số 11 QT2 Phan Kiều Duyên. Xin kết nối với Phan Kiều Duyên.
11 phía tây 2. Con có thấy được tín hiệu rõ không Duyên? Mày không nhận được sự phản hồi luôn. Mày cũng không thấy sự chat ở trong lớp luôn. Rồi, thầy sẽ dời cho con vào vị trí để con im lặng được. Tạm biệt, hẹn gặp buổi sau. Cho thầy tương tác với kết nối với bạn 11 QT1 Phạm Nhật Thanh. Bạn có thấy rõ màn hình không ạ? Trên chat thầy cũng không thấy luôn. Phạm Nhật Thanh. Dạ thầy. Rồi, thì thật sự là khi thầy dạy á, thầy gọi cho các bạn 3 lần. Và 3 lần thầy không có thấy sự tương tác hoặc các bạn không có bạn bè trong lớp cũ. Ví dụ như bạn bạn ấy yếu thì thầy xin phép mời bạn ra khỏi phòng để thầy đỡ phải tương tác với nhiều bạn không chịu học ha. Màn hình con thấy rõ không? Dạ cũng được. Bạn nó hơi rồi, ok, tức là thấy rõ màn hình đúng không? Cảm ơn con. Thầy xin kết nối với bạn 11 QT2 Phạm Ngọc Oanh. Xin chào, con thấy rõ màn hình không? Phạm Ngọc Oanh. Phạm Ngọc Oanh đã mở mic rồi, Phạm Ngọc Oanh nói được không ạ? Dạ thấy thầy. Rồi. Ủa làm sao thấy thầy được? Thầy tắt webcam rồi mà. Làm gì thấy thầy? Thấy cái gì? Thấy bài đúng không? Đọc giùm thầy các dữ liệu có trên slide. Phạm Ngọc Oanh, con đọc giùm thầy coi, một la mã thầy ghi gì vậy? Phạm Ngọc Oanh ơi, có tín hiệu không? Lần thứ nhất. Phạm Ngọc Oanh. Lần thứ hai. Đọc dữ liệu trên live. Một, công của lực điện. Đặc điểm của lực điện. Rồi, cảm ơn. Bạn đã nhìn thấy live. Được rồi, được rồi. Được rồi. Hai, công của lực điện trong điện trường đều. Ba, công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kỳ. Rồi rồi, tôi kiểm tra để các bạn đọc được like hay không thôi. Còn bạn nào không tương tác thì tôi mời ra. Vâng. 11 QT2 Lê Ngọc Minh Anh. Lần thứ nhất Lê Ngọc Minh Anh 11 QT2. Trong chat cũng không thấy luôn. Lần thứ hai Lê Ngọc Minh Anh. Chat có nhắn kìa thầy. Rồi. Có mic không? Coi có mic không? Hỏi bạn coi có thấy rõ không? Chat giùm thầy trong cái khung chat đây. Thầy hỏi có thấy rõ like không? Không có tín hiệu phản hồi là thầy mời. Bạn nói thấy đó thầy. Rồi. Ok. Tiếp tục. Rồi cái này dưới đừng chép. Bữa sau giảng. Một, công của lực điện. Số một, đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều. Vậy thì giống như cái clip hồi nãy chúng ta nhìn thấy, đây là một điện trường đều. Thì muốn biết là điện trường đều thì đầu tiên tôi bỏ vào đây một cái môi trường điện tích này điện tích dương. Các bạn thấy các đường sức của nó là những đường bao quanh và nó tỏ ra này, thấy chưa? Càng xa thì nó càng thưa và càng gần nó càng dày nè, thấy chưa? Kịp không? Và độ lớn của nó đây, càng xa các bạn thấy độ lớn nó càng nhỏ nè, thấy không? Nhìn nè, 9,4 nè, 3 nè. Càng dời ra càng nhỏ nè, thấy chưa? Càng gần thì nó càng mạnh nè. Đó.
Bây giờ tôi lên cố tình tôi liệt kê vào các điểm ở các mốc này. Các bạn nhìn thấy cái chuyện gì sẽ xảy ra đây. Rồi một hồi tôi sẽ tắt cái hình này, các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Đây. Đây. Đó là các địa trường ở đây. Giờ tôi bỏ vào đây là điểm tích âm. 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 Rồi, và bây giờ tôi tắt cái này đi. Tôi tắt cái này đi. À, các bạn thấy rõ không? Các bạn thấy cái vùng giữa này là vùng điện trường đều không? Cho tôi kết nối. Thấy rõ không? Tín hiệu. Thấy. Thấy thầy. Vậy hay điện. Tập sau thấy thầy được. Ổng đang tắt quét trăm. Thấy thầy. Thấy được đúng không? Rồi bây giờ thấy thầy nè. Thầy mở ra là thấy thầy rồi đó. Rồi bây giờ thấy cái quét trăm không? Dạ thấy thầy. Anh chị thấy quét trăm làm gì? Thấy cái hình đi. Rồi. Điện trường này là điện trường đều. Vậy điện trường đều là những điện trường. Định nghĩa lại coi. Đó là những đường gì? Song song. Cách đều nhau. Cùng độ lớn, cùng phương, cùng hướng. Kịp chưa? Để kịp. Vậy thì khi ta để trong cái điện trường đều, chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy nhìn vô bài giảng để chúng ta kịp giờ. Thầy mô phỏng, thầy giả sử như thầy có một cái môi trường cực kỳ lý tưởng. Có nghĩa là tại mọi điểm ở trên đây, thầy đưa vào đây, thì nó sẽ bằng nhau. Ở đây, điện trường này là chúng ta chỉ mô phỏng để ta thấy thôi. Chứ thực sự trong đây chúng ta thấy nó không có đều nè, thấy không? Thấy không? Tại vì khi ta đặt ra là cái giá trị E nó khác nhau là thấy không? Nhưng bây giờ ta mô phỏng trường hợp cực kỳ lý tưởng luôn là ở đây các điện tích này nó sát nhau với nhau, nó xếp thành, nó đang xếp thành một cái lực lượng và xen kẽ với nhau. Vậy thì chỗ này điện trường đều, các bạn vẽ cái hình này vô tập cho thầy nha. Vẽ xong rồi nhấn trên chat 11111 để thầy qua nhanh. Chỗ này phải vẽ vô tập, không vẽ vô tập là chết đó. Vẽ vô tập giúp thầy. Rồi, xong chưa các bạn? Vậy thì bây giờ cái điện trường đều là cái này có trong lý thuyết chúng ta gán thuộc luôn nha. Điện trường đều là các đường xích từ là những đường song song cách đều nhau. Các điện trường đều là cùng phương cùng hướng và bằng nhau tại mọi điểm. Nhớ nha, bằng nhau tại mọi điểm. Ở đây nó cũng bằng, ở đây nó cũng bằng. Được chưa? Vậy đây chính là điện trường đều. Coi đặc điểm của lực điện thì chúng ta được môi giới chúng ta được chuyển từ cái biểu thức đó là cường độ điện trường E thì bằng F chia Q. Vậy thì lực điện ở đây ta chuyển về đó là F sẽ bằng E nhân Q. Đây có sự liên kết với nhau. Các bạn kịp không? Okay. Kịp không? Rồi chúng ta nhận định được cái điều quý giá trong đây dùm cho thầy duy nhất thôi. Điều quý giá ở đây chúng ta thấy. Vậy chúng ta E nhớ không? Vậy thì chúng ta sẽ có F. Cái chỗ này quan trọng nè, các bạn cố gắng tương tác chỗ này giùm tôi nè. F sẽ cùng chiều với E khi cái Q chúng ta là dương. Và Q này là Q nào? Thì Q này là Q thử. Q này là Q được đặt vào đây. Kịp không? Nếu như Q này là dương thì cái lực F tác dụng lên đây sẽ là cùng chiều với E. Còn nếu như F nó sẽ ngược chiều với E khi Q chúng ta đặt vào đây là Q âm. Vậy ở đây là hạt mang điện tích dương. Các bạn nhìn kỹ, đây là hạt mang điện tích dương. Hạt này là hạt mang điện tích dương. Do đó khi đặt vô đây các bạn thấy E luôn đi từ dương sang âm, đúng không? Cho tín hiệu. Hiểu cái tín hiệu số 3. Ổn tín hiệu số 3, ổn thì tín hiệu số 3, hiểu thì tín hiệu số 3. Chắc á. Rồi,
Vậy thì ở đây tôi sẽ gom cái màn hình chat ở đây để chat lên đây tôi nhìn tín hiệu của các bạn để tôi điều phối cho nó dễ. Rồi, vậy thì ở đây tôi sẽ nhìn thấy dương. E là đi từ âm sang dương, hay là từ dương sang âm, đi từ dương sang âm. Vậy nếu như đây là điện tích dương thì cái F tác dụng lên đây là F nè, sẽ luôn cùng chiều với E, được chưa? F cùng chiều với E. Còn nếu như tôi để vô đây là hạt này là hạt electron, đây là hạt electron, thì ngay lập tức cái F của nó sẽ là hướng lên liền, tức là F này sẽ là ngược chiều với E. Kịp nghe chưa? Nắm rõ thông tin đó nghe. Không nắm rõ thông tin đó là các bài sau là các bạn lạc hết, các bạn sẽ không biết xác định dấu nó như thế nào. Kịp không? Dạ. Okay. Rồi, thầy bước qua like. Công của lực điện trong điện trường đều. Đây. Thì điện tích số 2 các bạn chép vô công của lực điện trong điện trường đều. Câu A, điện tích A di chuyển trong một cái đường thẳng em anh. Khi rồi các bạn khoan viết, các bạn nhìn, thầy sẽ nói để các bạn xem. Đi di chuyển từ em sang anh, tức là đi từ đây sang đây, tức là cái hướng đi từ đây sang đây, hướng đi từ em sang anh. Cái E này là cái E luôn hướng xuống. Vậy thì đầu tiên các bạn phân tích cho thầy nha, phân tích nha, các bạn khoan chép gì hết nha, chép là các bạn sẽ không hiểu. E đang đi hướng lên hay hướng xuống? Kiếm cái hướng gạch cái trời. E đang hướng lên hay hướng xuống? E đang hướng xuống đúng không? Từ dương sang âm đúng không? Kẹp không? Kẹp. Kẹp. Số 1. Chỗ này cực kỳ khó các bạn. Các bạn nào không mở mic được thì các bạn chat giùm tôi số 1. Vậy thì E đang hướng xuống. Và tôi đang xác định điện tích này là điện tích. Tôi dùng điện tích thử. Quy này là quy dương. Các bạn kịp chưa? Thấy chưa? Nên khi tôi để quy dương vô thì F với E như thế nào? F với E như thế nào? Cùng chiều đúng không? Vậy thì chỗ này tôi để vô đây thì tôi thấy rõ ràng F nó xuất hiện này, thấy chưa? Nên F sẽ là cùng chiều với E nè, kịp không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy. Vậy thì tôi tóm tắt ở đây là các bạn có gì đây? Các bạn có E, các bạn có gì? Các bạn có quy, các bạn suy ra chiều của F, nhớ nghe không? Nhớ nghe không? Các bạn có E, các bạn có quy, các bạn suy ra chiều của F. Thì chúng ta dựa vào công thức là F là bằng quy nhân E. Kịp chưa? Phải xác định cái này trước. Xác định cái này trước. Rồi, sau khi các bạn xác định được cái đó trước rồi thì các bạn cần phải gì? Coi nó đi. Nó đi đâu? Thì chỗ này nó đang đi từ em sang anh. Được chưa? Được chưa? Cái phần này thì tôi không có vẽ được cho nó đẹp, nên các bạn hãy nhìn, gắng nhìn theo nha. Đây, đi từ đây sang đây, thấy chưa? Đó, nó đi cái vô sang đây, kịp không? Nó đi từ đây sang đây, được không? Ôi, tôi có cách để vẽ đẹp, yên tâm. Đã nghiên cứu là phải nghiên cứu được. Tôi có cách vẽ đẹp. Đợi chút tôi sẽ vẽ cực kỳ đẹp và ngay hàng cho các bạn coi. Này, tôi nói lại từ F. F sao? F đi gì các bạn? Cho tôi thông tin đi ạ. Phối hợp với tôi đi ạ. F đi gì? F đi xuống, đúng không? Dạ. Rồi mấy đứa kia đâu cho rồi? Đi ngủ. Giỏi. Nó đi ngủ cho nó đi luôn cái này luôn. F đi xuống. Rồi bây giờ em anh đi theo hướng nào đây? Em anh đi hướng nào đây? Em anh đi hướng này, đi hướng này đúng chưa? Kịp chưa? Được từ. Thấy chưa? Vậy thì tôi giờ tôi hỏi là cái góc này là hợp bởi cái hướng này là tạo ra một cái góc alpha đúng không? Dạ. Được chưa? Vậy thì bây giờ cái S này chiếu lên đường alpha này người gọi là D. Vậy thì trên cái hình này người ta đã chiếu cho mình cái thông tin này đây. Đây, tôi sẽ chiếu đầy đủ. Người ta kéo từ em thì tới anh, thấy chưa? Là em anh là kẹp không? Dạ kẹp. Và tôi cố gắng tôi phối cho nó trùng với cái hình luôn để chúng ta không rối. Rồi, kịp chưa? Vậy thì điểm M này chiếu lên đường đi, vậy thì nó phải là MH đúng không? Điểm M chiếu lên đường đi là M, còn anh là chiếu vuông góc lên đường đi phải là H không? Dạ, kịp không? Kịp không? Kịp. Vậy thì cái thông tin này đã cho chúng ta biết cái này, đó là A M anh là bằng F nhân gì đây? F nhân gì các bạn?
F nhân quy. A thì sẽ bằng F nhân S. Mà S ở bên đây thì F là bằng gì? Ơ quy. Còn S này chính là chữ gì? D. Chính xác. S này chính là chữ D nè. Kịp không? Kịp không? Chỗ này hơi vòng vòng. Kịp không? Đã kịp. Rồi bây giờ chỗ này cái đầu mình sẽ nhận định tiếp nè ha. Xong rồi hay xóa để qua like nha. Kịp chưa? Dạ rồi. Rồi. A bằng ơ quy đề. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có những định nghĩa như sau. Nếu như cái góc alpha này mà nhỏ hơn 90 độ thì cos alpha sẽ dương. Kịp không? Dạ kịp. Rõ ràng đúng không? Chỗ này ai biết đúng không? Để thầy khỏi nói nữa. Kịp không? Dạ kịp. Rồi, vậy thì D là bằng gì? Cho thầy không tin D bằng gì? Hồi nãy hay nãy giờ thầy vừa nói D sẽ bằng S nhân cos alpha. S chính là đường đi, thì ứng với hình này nó chính là bằng M anh nhân cho cos alpha. Kịp không? Và alpha là góc hợp bởi cái đường đi. Đường đi so với cái cường độ, so với cái F, so với lực từ F. Kịp không? Chỗ này cẩn thận nha. So với F chứ phải là so với ơ nha. Kịp không? Kịp đúng không? Rồi. Yeah. Vậy thì chỗ này chúng ta thấy đối với trong trường hợp này chữ D là gì? Thì theo định nghĩa của sách giáo khoa, chúng ta lại quay về sách giáo khoa để các bạn chép chúng ta không bị lệch. Đây, sách giáo khoa đâu rồi? Ai giống cuốn sách của tôi rồi? Trời ơi, học lại mình phục vụ hết, lo hết. Đây, các bạn chép cái đoạn này cho tôi, duy nhất cái đoạn này. Thấy chưa? Đoạn nào? Cái đoạn nào mà cần phải chép? Từ từ để thầy đánh dấu cho. Đây. Cái đoạn màu đỏ. Kịp không? Chỉ chép cái đoạn màu đỏ thôi. Ủa mấy giờ hết tiết? 15 năm hả? Alo? Dạ, 4 giờ 15. À, chỉ còn kịp. Kịp. Thầy ơi, bạn nào xin nghỉ đi test COVID kìa thầy. Nhắn tin vô đây, nhắn tin vô. Điểm danh xong rồi mà, nhưng mà nghỉ thì cố gắng phối hợp để cho các bạn ở lại coi bài. Chứ không thôi là chúng ta sẽ coi không kịp. Rồi đi đi em. Rồi xong rồi chưa? Rồi thầy. Rồi tao quay lại. Sách giáo khoa thì các em được hướng dẫn cung cấp đầy đủ rồi nha. Tiếp tục, nếu như điện tích này nó dịch chuyển theo cái đường gấp khúc thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Thì ở đây chúng ta hãy thấy cái đường dịch chuyển này là dịch chuyển trên cái đoạn này là cái đoạn theo cái đường này là đường gấp khúc nè, các bạn thấy không? Và hãy nhìn kỹ, phát hiện ra điều gì không? Nếu như thầy đi từ em tới anh, thầy cho một cái màu nó tương đối hơi nổi là màu đỏ, đi từ em tới anh, các bạn thấy không? Cho thầy không tin, thấy không? Chỗ này quan trọng. Đi từ em anh. Vậy độ dài đại số của em anh lên cái đường sức từ ơ là bằng gì? Là gì? Hợp nó lên, chiếu lên đường sức từ ơ nó là gì? Nó phải là bằng MH không? Chiếu lên. Vậy thì chỗ này chiếu lên thì minh họa như sau, thằng này được chiếu lên đây thì đoạn này sẽ là MH đúng không? Dạ. Kịp không? Cho thầy thông tin kịp. Dạ kịp. Rồi, một bạn kịp. Vậy bây giờ nếu như thầy không cần biết chiếu là chiếu vuông góc vô luôn đó nha. Thầy sẽ cho một cái đường nó vuông góc để các bạn dễ thấy. Đây là đường vuông góc, đây chiếu đường này vô là vuông góc nè, kịp không? Nè, góc này góc vuông nè, kịp không? Kịp. Kịp đúng không?
Dạ. Bắt này không vuông nào đúng không? Rồi bây giờ thầy đi từ em tới B. Thầy đi từ em tới B. Muốn màu gì cho nổi đây? Màu xanh lá đi ha. Màu tím đi. Màu tím mộng mơ. Tím mộng. Đây. Bụp. Đúng không? Vậy bây giờ thầy chiếu vuông góc vô thì nó làm sao ta? Nó đâu ta? Chiếu vuông góc vô nó sẽ làm sao? Nó phải là độ dài đoạn này không? Phải. Từ từ để đổi hình cho đẹp. Điệu không ra điệu chứ. Có. Phải này không? Phải. Dạ. Phải không? Rồi. Vậy thì tiếp tục. Ai về tím xong rồi tới nào đây ta? Giận hờn đi. Nâu. Tiếp sẵn. Từ đây tới đây. Kẹp không? Vậy chiếu vuông góc xuống. Chiếu vuông góc vô. Nó phải đường này không? Phải. Và đường này với đường này nó phải bằng nhau không? Bằng chữ nhật. Bằng không? Bằng. Vậy kết luận được điều gì? Cái này có bằng nhau không? Thấy chưa? Hỏi kết luận được điều gì? Bắt đầu chứng minh. A. Ôi trời ơi, ổng ghi màu này chết luôn. A. Em. B. Anh. Bằng gì? Bằng gì? Bằng E quy nhân M H. Đúng không? Phải không? Phải không? Dạ. Thôi hãy ghi từ từ chỗ này. Chỗ này hãy đang bắt đầu hơi nhanh rồi. Chỗ này hãy ghi từ từ. Chỗ này hãy ghi từ từ. Hãy ghi lại. Hãy chứng minh cho thầy hai cái này nó cộng với nhau. A trên đoạn M N bằng cái gì? Nó phải bằng EQD không? Dạ phải. E là E, Q là Q, D là độ dài đại số, phải là bằng MH không? Phải. Kẹp không? Kẹp không? Cho thông tin, kẹp không? Kẹp. Rồi, kế tiếp. Bây giờ A trên đoạn MB nó phải bằng O, Q, D luôn đúng không? Nhưng dạ. Cái D này là bằng gì? Đặt cái đoạn này là chữ tu tinh minh. Các bạn biết tên tu là không? Thì điểm này là điểm minh. Thì nó là gì? Nó là gì? Hả? À? M. M đúng không? Ôi trời ơi, trùng rồi. Vậy thì này Y đi. Vậy thì này là gì? M. M, Y. Kẹp không? Rồi, tiếp tục. À, A gì nữa đây? A. B. Đúng rồi. A, B, N bằng gì? Ơ, Quy, D là công thức đầy đủ đó nè. Rồi, bằng Ơ, Quy gì? Ơ quy gì? Chính xác, quá giỏi, IH, đúng không? Mà, mà gì? MH, rõ ràng bằng gì? MI cộng gì? IH, đúng không? Chứng minh, vậy thì rõ ràng, trong cái điện trường đều, cái điện tích này nó di chuyển, nó không phụ thuộc vào điểm đầu và phụ thuộc vào điểm cuối, nó không phụ thuộc vào quỹ đạo đường đi, nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. Các bạn hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối. Kịp chưa? Kịp. Rồi các bạn ghi nhận điều đó vô. Thầy sẽ lướt qua like kế tiếp. Ấy, mất nước rồi. Rồi các bạn chụp nha, like này thầy sẽ không có hiện trong cái báo cáo cho các bạn. Vì đây là những thủ thuật của các giáo viên mà dạy mà tô ra hết đâu được. Và chỉ dạy em chỉ trong buổi giảng thôi. Kịp chưa nhỉ? Tín hiệu âm thanh. Dạ rồi. Các bạn còn lại kịp không? Kẹp đúng không? Rồi hãy xóa màn hình. Tiếp theo, công của lực điện di chuyển trong một điện trường bất kỳ, thì cái này là đọc để cho chúng ta thấy nó dễ hiểu thôi. Các bạn chép cái này vô. Rồi, xin lỗi.
Rồi chép này vô. Quá kịp giờ luôn. Và chúng ta tập trung ở phần 2 nhiều hơn nha các bạn. Nhớ nghe không? Rồi bây giờ chúng ta ôm. Ôm để chúng ta nghỉ. Thầy cho các bạn một cái hình như sau. Các bạn thấy slide không? Thấy. Rồi. Rồi chơi thật chua nha. Không giận nha, không quạo nha. Thằng này là cường độ điện trường này thì âm hay dương? Tôi giả sử bạn đó là bạn dương, kịp không? Tôi giả sử bạn này là bạn âm. Vậy thì cường độ điện trường tại mỗi điểm này là đang gì? Đi vào âm đúng không? Vậy thì E này đang đi xuống đúng không? Dạ vâng. E đang đi xuống đúng không? Tôi cố tình tôi lựa cái bảng vẽ vậy nè ha. Bây giờ trả lời nhanh ha, lụm điểm nha. Xem coi ai thông minh. Thằng này đang di chuyển ở đây. Xuống đây. Rồi lên đây. Tôi đặt tên các điểm này và tôi biết rằng này nó ngang hàng. Tôi đặt tên các điểm này là A, B, C. Hãy trả lời cho thầy tổng công trong đoạn đường này bằng không hay khác không? Tại sao? Tổng công trong đoạn đường này bằng không hay khác không? Tại sao? Cho kết quả đi nào. Bằng không hay khác không? Và hay nhờ sự tương tác. Bằng không hay khác không? Trả lời được không? Bằng không hay khác không? Kết quả của mình là bằng không nha các bạn. A AB cộng cho A của BC là bằng A của AC. Điểm này sẽ bằng không. Các bạn biết tại sao không? Vì điểm đầu và điểm cuối của AC là cùng tại một điểm khi chiếu lên, thấy chưa? Khi chiếu lên cái vector E này nó sẽ trùng nhau tại một điểm, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy. Nên chỗ này nó sẽ bằng không, tức là D chỗ này bằng không, các bạn kịp không? Còn từng cái khi chúng ta chiếu lên nhìn kỹ, đây là độ dài đại số. Vậy thì coi kỹ nè, cái vector AB, cái D của AB là như thế nào? D của AB là âm hay dương? Nhìn kỹ. Xuống đây đúng không? Đây là D của AB đúng không? Điểm đầu của A đây, điểm cuối của B đây đúng không? Nhưng mà D của cái gì? D của BC thì phải là điểm này đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Vậy thì D này là D của ai đây? D này là D của AB. Còn D này là D của BC. DAB với DBC là độ dài đại số. Vậy thì DAB với DAC là bắt buộc phải ngược. Ngược. Ngược chiều hay. Ngược chiều. Ngược chiều. Ngược chiều. Ngược chiều. Ngược chiều. Ngược chiều. Ngược. Ngược dấu. Được chưa? Theo như hình vẽ thì D của AC sẽ bằng trừ D của BC. Kịp không các bạn? Rồi chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Và các bạn đánh giá cho tôi buổi học này như thế nào, để tôi thử dùng phần mềm đánh giá của tôi coi ha. Ôi cái này là tôi đang đăng nhập của trường rồi, tôi không có phần mềm đánh giá của tôi. Rồi buổi học ở đây thì các bạn cảm giác buổi học như thế này ổn không? Dạ. Ổn các này bạn, các bạn cần nâng cấp gì nữa không? Nâng cấp chỉ viết thầy ơi. Ủa thầy chữ cũng được mà. Cái ông đó tôi sẽ kiểm tra tập ổng khi nào mà học gọi là học offline để coi chữ ông sao nha. Chầu à, chữ em hết. Coi không? Em chụp lại cho thầy coi. Kịp không? Rồi, nó cũng đẹp lắm ha, nó chơi vậy chứ thật sự là cảm ơn các bạn rất nhiều vì các bạn hợp tác, và trong buổi học á thì các bạn cứ đánh giá
các bạn tương tác để cho cái buổi học nó càng ngày mang tới cái dịch vụ cho các bạn tốt hơn, được chưa? Và biết đâu ngày hôm sau thì các bạn lại là những người giúp đỡ của các thầy giáo hôm nay, nhớ nha, chứ không phải là thầy giáo hôm nay là quyết định hết đâu. Thế hệ sau thì nó hơn thế hệ trước. Thì cái bài giảng hôm nay là kết thúc. Các bạn về nhà các bạn coi tiếp cho tôi cái phần 2 La Mã, và bữa sau thì chúng ta sẽ làm bài tập, được chưa? Để cho chúng ta kịp bài. Dạ, ha. Đây, bài tập thì có một số bạn vào classroom thì chưa có, nên các bạn cố gắng vào classroom đầy đủ giùm nha. Vì các bạn không vào classroom thì các bạn sẽ không nhận được bài tập. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye thầy. Bye thầy. Bye thầy. Bye thầy. Bye thầy. Bye. Bye.